đúng là con vịt à? Là đến lắm. Nó con vịt. À nước con vịt lắp à? Là tí 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 cho quả bóng vào đi tia. Tí cho quả bóng vào đấy. Rồi lắp à? Lắp đi. Nhốt rồi. Nhốt quả bóng vào đấy hả? Quả bóng hay đi chơi nhốt ở đấy nhá. Đấy nào, lại cho cái khác vào. Lại con vịt đấy, con vịt vừa nhốt vào đấy. Lắp cái này. Nào cho con vịt nữa vào. Đấy, cho con vịt nữa vào. Đấy, lắp vào. À, cho con khủng long vào đấy. Tí cho con khủng long vào con. Đấy, rồi lắp vào cho một tí nha. Lắp bạn mèo vào. Đấy, lắp bạn mèo vào. Đúng rồi. Không vừa hả? Quay đầu. Trên một ghế. Cái ghế hả? Cái ghế phải cho quả khác. Đấy, làm trứng thế. Chỉ có mấy quả trứng? 3 quả trứng, 2 tí để bóc trứng. Đấy, đấy. Úi giời, ra con lợn nào. Con lợn. Nào, bóc quả kia đi. À, được con vịt con đấy. Nào, một quả nữa, quả màu vàng. Bóc anh xem được cái gì. À, được quả bóng. Đấy, thích không? À, lại lắp à? Đúng rồi, lắp à? Lắp à? Không biết lắp, chị mình không biết lắp rồi. Đúng rồi, bà mẹ lắp nha. Cái này nè. Lắp cái này nè. Cho con khủng long vào đấy với. Đó, cho con khủng long vào đấy với nhá. Ghế rồi. Ghế, đúng rồi, cho ghế vào quả trứng đi. Lại cho cả bạn mèo vào nữa, không vừa đâu con. Không vừa đâu, to quá không vừa. Không vừa, phải cho quả trứng to này con này. Cái bạn mèo to phải cho quả trứng to này, là cho quả này. Cho quả trứng này này. Đấy, như vừa này. Ra cho quả này. Tí nhỉ. Cho bé vào đây không? Cho bé vào đây không? Cho bạn lợn vào đây không? To quá, không vừa. Cho bạn gì bé, cho bạn mèo con, à vịt con. Đó, cho vịt con vào. Cho vịt con ở đâu? Cái đấy đóng rồi. Lấy cái khay con. Cái đóng rồi. Đấy. Đấy. Quả trứng đấy. À ha. Hôm nay chơi thế rồi tí nhá. À tí cho ghế vào. Cái ghế này to lắm. Đấy, trứng đấy. Trứng một tí đấy. Bình có bao nhiêu quả trứng này. Cho, thì con không. Hả? Lắp vào. Lắp vào cho bộ. Không, chị không biết lắp. Chị không biết lắp à? À thế nha, ui làm trứng thế. Ơi, hôm nay chơi thế thôi nha, tạm biệt nha.